Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2024. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Đầu tiên là bản tin đến từ Ecuador. Phó Tổng thống Veronica Abad bị kỷ luật tạm đình chỉ chức vụ. Bộ Lao động của Ecuador thông báo đã tạm thời đình chỉ chức vụ Phó Tổng thống Veronica Abad với cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trên cương vị đại sứ Ecuador tại Israel. Theo quyết định của chính phủ, bà Veronica Abad đã vi phạm kỷ luật khi không tuân thủ lệnh của Bộ Ngoại giao Ecuador, yêu cầu rời khỏi Israel và đến Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 1 tháng 9 do lo ngại về an ninh trong cuộc xung đột ở Gaza. Bộ Lao động cho biết là bà Abad à, sẽ dừng công việc cho đến tháng 4 của năm 2025 mà không được trả lương. Đại diện pháp lý của Phó Tổng thống Damien Armighos đã cho biết đã kháng cáo quyết định này nhưng không thành công. Vào hồi tháng 8, chính phủ của Ecuador từng cáo buộc Phó Tổng thống Abad có ý đồ đảo chính khi yêu cầu tòa án bầu cử cách chức Tổng thống Daniel Noboa vì ông cử bà Abad tới Tel của Israel với nhiệm vụ hỗ trợ các nỗ lực hòa bình trong khu vực. Theo bà thì ông Noboa đã cố tình hạn chế vai trò của bà trong các quyết sách quốc gia và tìm cách loại bỏ bà khỏi chính trường, đồng thời làm suy yếu đại diện của phụ nữ trong chính quyền. Tổng thống Noboa mới đây thông báo sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 2 năm tới. Kể từ khi nhậm chức thì ông đã tập trung vào việc cải thiện tình hình an ninh và chống tội phạm tại quốc gia Nam Mỹ này. Ukraine oanh tạc ồ ạt vào thủ đô Moscow của Nga Nga cho biết Ukraine đã mở cuộc oanh tạc lớn bằng ít nhất 32 máy bay không người lái nhằm vào Moscow, khiến các sân bay lớn tạm dừng hoạt động. Theo hãng tin Reuters, đây là cuộc oanh tạc lớn nhất bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào thủ đô Nga từ đầu cuộc xung đột đến nay. Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng Nga đã phá hủy các máy bay không người lái tại khu vực Ramenskoye và Kolomensky, cũng như thành phố Domodedovo phía tây nam thủ đô. Thống đốc Andrei Vorobyov của vùng Moscow cho biết giới hữu trách ghi nhận ít nhất một người bị thương sau đợt oanh tạc lớn của Ukraine. Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviasia thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng sân bay Sheremetyevo tại Moscow đã tạm thời ngừng hoạt động do lo ngại mối đe dọa từ các đợt oanh tạc của Ukraine. Cuộc oanh tạc ồ ạt bằng máy bay không người lái của Ukraine diễn ra sau cuộc bầu cử tổng thống quan trọng của nước Mỹ với chiến thắng thuộc về ông Trump, người cam kết sẽ chấm dứt xung đột Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Hiện chưa rõ việc ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025 sẽ ảnh hưởng gì đến gói viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, cũng như liệu tổng thống đắc cử của đảng Cộng hòa sẽ làm gì để hiện thực hóa lời cam kết của mình. Thủ tướng Haiti bị sa thải trong bối cảnh bạo lực leo thang. Báo Guardian ngày 11 tháng 11 cho biết là hội đồng cầm quyền được thành lập nhằm để phục hồi trật tự và hướng tới một quá trình chuyển đổi dân chủ tại Haiti đã ra quyết định sa thải Thủ tướng lâm thời Gary Conner trong bối cảnh nước này đang rơi vào một làn sóng bất ổn chính trị mới và bạo lực băng nhóm gia tăng. Vị trí của ông Conner, người chỉ giữ chức Thủ tướng chưa đầy tháng, sẽ được doanh nhân, nhân Alex Didier Phil người từng ứng cử chức vụ này, thay thế. Ông Cornel được hội đồng này bổ nhiệm vào tháng 5 kế nhiệm vị trí của cựu thủ tướng Ariel Henry người đã từ chức khi đang lưu vong tại Hoa Kỳ Ông Cornel được giao nhiệm vụ lãnh đạo đất nước cho đến tháng 2 của năm 2026 và tổ chức bầu cử tổng thống Chức vụ đã trống kể từ khi cố tổng thống Jovano Moyes đã bị ám sát vào tháng 7 của năm 2021 dẫn đến sự hỗn loạn của quốc gia này Tuy nhiên thì cuộc bầu cử chưa được tổ chức vì tình trạng bất ổn chính trị và bạo lực băng nhóm vẫn đang tiếp diễn. Tờ Wall Street Journal cho biết, hội đồng cầm quyền Haiti lâu nay đã mâu thuẫn với ông Cornell và để xảy ra những xung đột trong nội bộ chính trị. Sự chuyển giao quyền lực này sẽ là một thách thức lớn đối với nỗ lực ổn định chính trị tại Haiti, đặc biệt trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang đã kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince và mở rộng hoạt động sang các khu vực lân cận. Tình trạng này không chỉ làm gia tăng nghèo đói mà còn buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm nơi an toàn. Các nhóm tội phạm ở Haiti bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi bạo lực như là giết người hàng loạt, hiếp dâm tập thể, bắt cóc, chặn các cửa khẩu và cảng quan trọng. Nhóm đối tượng này cũng cắt đứt nguồn cung thực phẩm và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Xả súng trong quán bar ở Mexico, 10 người thiệt mạng. Tình trạng bạo lực băng đảng ở Mexico tiếp tục diễn biến phức tạp khi các tay súng vừa sát hại 10 người tại một quán bar ở tiểu bang Querétaro, miền trung nước này. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 4 tay súng đã xông vào quán bar, sát hại 7 người đàn ông và ba phụ nữ. 7 người khác bị thương, một nghi phạm đã bị bắt. Cơ quan điều tra đang làm việc tại hiện trường và xác minh một chiếc xe được cho là có liên quan đến vụ án. Trước khi vụ việc diễn ra, Querétaro được xem là khu vực tương đối an toàn và ít có tình trạng tội phạm bạo lực như giết người so với nhiều nơi khác tại Mexico. Thống đốc Querétaro, ông Mauricio Curry, đã tuyên bố trên nền tảng X rằng, Tôi xin bảo đảm với người dân Querétaro, những kẻ chịu trách nhiệm cho hành động tàn bạo này sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát biên giới và duy trì an ninh của tiểu bang. Hiện nay, Mexico đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng liên quan đến tội phạm có tổ chức và các băng đảng ma túy tranh giành quyền lực. Tình trạng bạo lực cũng đã trở thành một thách thức lớn đối với tân tổng thống Claudia Sheinbaum. Theo phân tích của Tree Search từ dữ liệu chính phủ, đã có 2.788 vụ giết người trên toàn quốc kể từ khi bà Sheinbaum nhậm chức vào ngày 1 tháng 10. Nổi bật trong đó là vụ sát hại ông Alejandro Arcos Catalan, người tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố Chilpancingo, thủ phủ của tiểu bang Guerrero ở miền Nam Mexico ngày 30 tháng 9. Nhà lãnh đạo 43 tuổi bị sát hại bằng thủ pháp tàn bạo là chặt đầu. Những bức ảnh chụp chiếc đầu đẫm máu của ông Catalan được bọn tội phạm đặt trên nóc một chiếc xe màu trắng, trong khi thi thể của ông nằm gục bên trong đã lan truyền trên mạng xã hội. Tổng thống Shin Bom đã cam kết sẽ mạnh tay đối phó với tội phạm bạo lực và công bố kế hoạch an ninh, bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan chính phủ và củng cố lực lượng vệ binh quốc gia của đất nước. Mỹ Latin dự báo quan hệ với Hoa Kỳ thay đổi mạnh sau chiến thắng của ông Trump. Hãng tin EFE của Tây Ban Nha nhận định. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua đã giống lên hồi chuông cảnh báo ở Mỹ Latin, khu vực dự đoán sẽ có nhiều thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ, đặc biệt là về thương mại, chính sách di cư và an ninh. Các quốc gia như Mexico, Brazil, Argentina, Venezuela, Cuba Colombia và El Salvador đang chuẩn bị đối mặt với những tác động kinh tế và chính trị ở mức thậm chí có thể dẫn tới thay đổi quan hệ giữa các nước này với Washington và làm thay đổi bối cảnh khu vực. Mexico đón nhận chiến thắng của ông Trump vừa lạc quan vừa thận trọng. Giới doanh nhân và các nhà phân tích nước này nhận thấy cơ hội để hai bên củng cố quan hệ kinh tế song phương. Họ cho rằng là mặc dù các chính sách bảo hộ của mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên đã gây ra tác động, nhưng Hiệp định Thương mại giữa Mexico, Hoa Kỳ và Canada vẫn là một khuôn khổ vững chắc, mang lại cơ hội và sự ổn định lâu dài. Trong khi đó, thì Tổng thống Argentina Javier Mille được dự báo sẽ nỗ lực trở thành đồng minh chủ chốt của ông Trump tại khu vực. Ông Javier Mille là nguyên thủ đầu tiên của Mỹ Latin chúc mừng ông Trump và đã nhiều lần tuyên bố Hoa Kỳ cùng với Israel là ưu tiên đối ngoại hàng đầu của chính quyền hiện nay. Cuba lo ngại nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tại Tòa Bạch Ốc có thể dẫn đến bước ngoặt mới trong chính sách trừng phạt của Washington đối với La Habana. Xét tới việc trong nhiệm kỳ đầu thì ông Trump đã thông qua hơn 240 biện pháp chống lại đảo quốc này. El Salvador đang chờ giải quyết vấn đề nhập cư do lo ngại nguy cơ công dân của nước này bị Hoa Kỳ trục xuất hàng loạt. Hàng triệu kiều dân của El Salvador đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng lại là nguồn cung cấp tài chính thông qua kiều hối then chốt cho người thân tại quê hương. WHO triệu tập cuộc họp khẩn cấp về đậu mùa khỉ. Ngày 11 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn cấp vào tuần tới để quyết định liệu bệnh đậu mùa khỉ có còn là cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hay không. Tháng 8 vừa qua, trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan ở châu Phi, WHO đã ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở mức cảnh báo cao nhất. Hành động này diễn ra sau sự lây lan của biến thể virus gây bệnh đậu mùa khỉ mới, có tên gọi là nhánh IV, tại nhiều khu vực châu Phi. WHO cho biết kể từ đầu năm tới nay, châu Phi đã ghi nhận 46.794 ca nhiễm và nghi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 1.081 ca tử vong. Cộng hòa Dân Chủ Congo, Burundi và Uganda là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp. Bệnh thường gây ra các triệu chứng giống cúm và các tổn thương có mũ trên cơ thể. Hiện vắc xin phòng bệnh đã được phân phát cho chính nước châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhật Bản phản ứng dữ dội trước lời kêu gọi cấm phụ nữ kết hôn sau 28 tuổi. Một lãnh đạo của một đảng bảo thủ Nhật Bản đã xin lỗi vì phát biểu rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng dân số của quốc gia này là cấm phụ nữ kết hôn sau 25 tuổi và cắt bỏ tử cung ở tuổi 30. Naoki Hiyakuta, một nhà văn và là người sáng lập đảng bảo thủ Nhật Bản cho rằng phụ nữ không nên được phép học đại học từ năm 18 tuổi nhằm để họ có thể tập trung nỗ lực vào việc sinh nhiều con hơn nhằm để giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh giảm. Ý kiến của Hiyakuta được phát trên mạng YouTube của ông vào cuối tuần qua đã gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng. Khi đứng trước phản ứng này thì chính trị gia này phải lên tiếng xin lỗi tuyên bố rằng là những bình luận đó chỉ là một ý tưởng giả định. Bày tỏ sự phẫn nộ về vấn đề này, Sumi Kawakami, giảng viên tại Đại học Yamanashi Gukuin và là tác giả của một cuốn sách về các vấn đề giới tính đã cho biết Tôi không thể tin rằng một chính trị gia Nhật Bản lại có thể nói như vậy. Tôi chỉ thấy những bình luận này như là một lời kêu gọi chống bạo lực đối với phụ nữ. Kawakami đã cho biết việc cố tình sử dụng thông tin sai lệch và dối trá là đặc điểm nổi bật trong các chiến dịch chính trị gần đây khi cố gắng thao túng dư luận. Bà cho biết là có thể nói rằng mối nguy hiểm ở Nhật Bản thậm chí còn lớn hơn vì ít có phụ nữ nước này sẵn sàng lên tiếng chống lại nạn kỳ thị. Tác giả Isui Ogawa cũng đã phản đối những bình luận của ông Hayakuta bao gồm cả việc chính trị gia này đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của những bình luận đó bằng cách ám chỉ rằng chúng là sự tưởng tượng. Tôi là một nhà văn khoa học viễn tưởng và tôi không thấy vui khi ý tưởng kinh tởm về việc cắt bỏ tử cung của một cô gái được mô tả là khoa học viễn tưởng, ông đã cho biết. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ ông Trump sẽ đảo ngược hàng chục sắc lệnh hành pháp của ông Biden ngay tuần đầu nắm quyền. Trả lời phỏng vấn đài Fox News, bà Caroline Levitt, người phát ngôn nhóm chuyển giao quyền lực cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đảo ngược hàng chục sắc lệnh hành pháp của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong tuần đầu tiên nắm quyền. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris từng ký các sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược các chính sách hiệu quả của chính quyền Trump đầu tiên. Sắp tới sẽ có sự đảo ngược tất cả các sắc lệnh hành pháp này. Bà Caroline Lewis nói và cho biết ông Trump sẽ ký hàng chục sắc lệnh hành pháp trong tuần đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc. Dự kiến ông Trump sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Theo các nhà phân tích, với việc trở lại Tòa Bạch Ốc lần này, ông Trump sẽ thành lập một chính quyền hoàn toàn mới, khác biệt so với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đội ngũ của ông cũng cam kết chính quyền mới sẽ không giống với chính quyền đầu tiên mà ông Trump thành lập năm 2016 sau khi đắc cử ông Trump có khoảng 75 ngày để chuẩn bị trước khi chính thức nhậm chức. Trong thời gian này, ông Trump cần hoàn thiện đội ngũ nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ. Các vị trí này trải rộng từ ngoại trưởng, các bộ trưởng trong nội các đến các thành viên bán thời gian trong các hội đồng và ủy ban. Đáng chú ý, khoảng 1.200 trong số các vị trí này yêu cầu sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Ông Trump chọn cố vấn nhiều hâu làm phó tránh văn phòng về chính sách. Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm ông Stephen Miller đảm nhiệm chức vụ phó tránh văn phòng tòa Bạch Ốc, phụ trách chính sách, theo The Hill đưa tin. Ông Miller từng là cố vấn cấp cao của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và là người ủng hộ hàng đầu cho chính sách nhập cư hạn chế hơn, sẽ đảm nhiệm vai trò mở rộng hơn trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống đắc cử. Nhân vật này cũng là kiến trúc sư cho các kế hoạch trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ của ông Trump. Ông cho biết là chính quyền ông Trump thứ hai sẽ tìm cách tăng gấp 10 lần số vụ trục xuất lên hơn 1 triệu người mỗi năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, ông Miller đã bày tỏ sự háo hức trước viễn cảnh bắt đầu trục xuất hàng loạt càng sớm càng tốt. Việc này sẽ bắt đầu vào ngày nhậm chức, ngay sau khi ông ấy tuyên thệ nhậm chức là một người theo đường lối cứng rắn từ lâu về vấn đề nhập cư, ông Mueller đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các hạn chế nhập cư trong chính quyền ông Trump đầu tiên, ủng hộ việc tách trẻ em khỏi các cơ sở giam giữ người di cư và lệnh cấm đi lại nhắm vào những người đến từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Sau khi ông Trump rời nhiệm sở, ông Mueller đã thành lập một nhóm cố vấn có tên là America First Legal về sau đóng góp cho dự án 2025, bản thiết kế bảo thủ toàn diện cho tổng thống cộng hòa tiếp theo do Heritage Foundation lập ra. vẫn chưa hết cách để bà Harris làm tổng thống. Jamal Simmons, cựu trợ lý của Phó Tổng thống Harris, kêu gọi Tổng thống Biden từ chức để bà có thể đứng đầu tòa bình ốc trong thời gian ngắn. Ông Joe Biden là tổng thống phi thường, đã thực hiện được rất nhiều lời hứa. Chỉ còn một lời hứa mà ông có thể thực hiện, đó là trở thành người chuyển tiếp quyền lực. Simon nói trong chương trình State of the Union của CNN, ông ấy có thể từ chức trong 30 ngày tới, đưa Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ. Simon tiếp tục nói, khiến những người tham dự chương trình đều sửng sốt và phản ứng gây gắt. Tổng thống Biden hồi tháng 7 quyết định rút khỏi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc do những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông ngày càng tăng. Sau cuộc tranh luận với ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, bà Harris thay thế ông Biden đại diện đảng Dân Chủ tranh cử, song cuối cùng thất bại trước ông Trump. Theo Simmons, việc bà Harris lên làm Tổng thống sẽ thay đổi toàn bộ triển vọng về cách thức hoạt động của đảng. Và Simmons nhấn mạnh việc này cũng sẽ giúp bà Harris không phải tự chứng nhận thất bại của chiến dịch tranh cử vừa qua. Sotomayor không từ chức thẩm phán tối cao pháp viện Bất chấp phe tự do liên tục rỉ tai nhau, cũng như là việc các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ bàn ra tán vào về việc thúc giục thẩm phán Sonia Sotomayor từ chức. Các nguồn tin thân cận với thẩm phán cấp cao theo chủ nghĩa tự do này nói với ABC News rằng bà sẽ không từ chức vào giữa nhiệm kỳ vì kết quả bầu cử 2024. Sotomayor, 70 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh và là người siêng năng trong công việc tòa án. Bà còn quá trẻ so với độ tuổi nghỉ hưu trung bình là 75. Sotomayor được cựu tổng thống Barack Obama đề cử vào tòa án và cũng là viên chức gốc Latin đầu tiên đảm nhiệm chức vụ thẩm phán tối cập pháp viện, đóng vai trò là tên tuổi đối lập chính của phe bảo thủ chiếm đa số và nói rõ rằng bà vẫn còn sức lực để cống hiến. Việc kêu gọi Sotomayor từ chức tạm cho rằng là bà sẽ đồng ý cũng có thể là rủi ro về phương diện chính trị, cũng như là việc bổ nhiệm thành công một thẩm phán mới trước lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Nếu các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa kiên quyết chống lại việc đề cử mới của Tổng thống Biden cho vị trí thẩm phán Tòa tối cao, có thể lúc ông Trump đắc cử, lúc đó chỉ còn hai vị thẩm phán cấp tiến trong thế thiểu số ít hơn hẳn so với 6 vị thẩm phán bảo thủ. Đây sẽ là ác mộng của Đảng Dân chủ trong các vấn đề tranh cãi sắp tới. Kẻ nghi giết người ở Tennessee rồi ngụy tạo gấu vô đã bị bắt Cảnh sát bắt giữ người đàn ông bị truy nã trên toàn quốc sau khi bị tố cáo ngụy tạo chứng cớ trong một vụ sát hại nạn nhân đi bộ đường dài thành một vụ chết người vì bị gấu vồ tại vùng rừng rậm Tennessee, cơ quan thực thi công lực cho biết. Văn phòng Cảnh sát quận Monroe tại Tennessee cho hay cơ quan thực thi công lực ở Columbia, South Carolina phát giác ra Nicholas Wayne Hamlet và bắt giữ trong đêm Chủ nhật ngày 10 tháng 11 sau khi người ta nhận ra ông ta tại một bệnh viện địa phương. Cơ quan điều tra liên bang FBI xác nhận danh tính nghi can bằng cách kiểm tra dấu vân tay. Nghi can đang phải đối diện với các tội trạng sát nhân cấp độ 1 ở Tennessee và vi phạm lệnh ân xá ở Alabama. Hồi giữa tháng 10, cảnh sát phát giác ra xác của Steven Douglas Lloyd, 34 tuổi, ngủ tại Knoxville, trong một vụ án được dàn dựng là chết vì bị gấu vồ, liên can tới Hamlet. Vào thời điểm đó, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại nửa đêm được chuyển từ quận Polk gần đó liên quan tới một người leo núi tên Brandon Andre. Nói với tổng đài viên rằng ông bị một con gấu rượt rồi trượt chân khỏi vách đá, sau đó bị thương và té xuống nước. Kế đến, nhà chức trách xác định được vị trí của nạn nhân trong khu vực cầu Charles Hall trên đường cao tốc Chirahola Skyway ở Talico Plains, cách Chattanooga ít nhất 80 dặm về hướng Tây Bắc. Khi nhân viên cấp cứu và đội tìm kiếm cứu nạn tới nơi, họ tìm được xác của một người đàn ông có thể căn cước của Andre trong người và đưa thi thể tới trung tâm giảo nghiệm tử thi quận Knox. Sau khi kiểm tra khu vực phát giác ra xác nạn nhân, các thám tử biết được rằng người đàn ông thiệt mạng không phải là Andre và thẻ căn cước trong người nạn nhân bị ăn cắp và bị lợi dụng nhiều lần. Người đàn ông tử vong mà họ tìm thấy tên thật là Lloyd ngoài ra cảnh sát còn phát giác ra rằng nghi can hamlet lợi dụng thẻ căn cước của andre và bị truy nã khắp alabama các nguồn tin cho biết hamlet có thân nhân tại các tiểu bang tennessee montana alabama alaska kentucky north carolina và florida nghi can được cho là sở hữu vũ khí và manh động trong suốt thời gian bị truy nã cặp vợ chồng trẻ kinh hoàng phát hiện hàng ngàn con dơi trong căn nhà mới mua không đủ khả năng tài chính để thuê thợ sửa chữa chuyên nghiệp, cặp vợ chồng trẻ Tom Reckin và Mackenzie Powell dự định tự mình thực hiện công việc cải tạo căn nhà mới mua với giá rẻ bất ngờ tại quận hạt Ireland, tiểu bang Washington. Lần đầu tiên tham quan ngôi nhà được xây dựng từ thập niên 1980, cặp vợ chồng nghĩ rằng là mình đã trúng giải độc đắc khi chốt mua căn nhà với giá là 850.000 Mỹ Kim, mức giá khá rẻ với một ngôi nhà như vậy có diện tích hơn 350 m2, ngôi nhà 4 tầng đáp ứng hầu hết các tiêu chí của một gia đình trẻ với 4 phòng ngủ. Thêm vào đó thì ngôi nhà này nằm ở đảo Whitby, một nơi mát mẻ được bao quanh bởi thiên nhiên rất phù hợp để nuôi dạy cậu con trai 5 tháng tuổi của họ. Nhưng cặp đôi này đã vỡ mộng khi nhận ra hàng ngàn con dơi đã trú ngụ, chiếm giữ tầng mái và bên trong những bức tường của ngôi nhà mơ ước của họ. Mặc dù trước đó thì bà Fao và Rikin đã trả tiền để các nhân viên kiểm soát động vật gây hại tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà, nhưng vì hầu hết dơi là loài di cư nên vào thời điểm kiểm tra chúng vẫn chưa quay trở lại. Các chuyên gia giải quyết động vật gây hại cho biết có lẽ hàng ngàn con dơi đã sống trong các bức tường ngôi nhà từ hàng thập niên, dựa trên nhiều tháng dọn dẹp các lớp xương dơi và chất thải bị nén chặt bên trong các bức tường. Một công ty chuyên dọn dẹp nhà và giải quyết các loại gậm nhấm đã cho biết đây là vụ xâm nhập tồi tệ nhất mà họ từng thấy và báo giá lên tới 36.000 Mỹ Kim để loại bỏ đàn dơi ra khỏi ngôi nhà. Ngoài mất chi phí để giải quyết đàn dơi và dọn dẹp nhà, gia đình này còn phải mất hơn 10.000 Mỹ Kim tiền hóa đơn y tế để chích vaccine ngừa bệnh dại có thể truyền từ dơi sang người. Mỹ và Mexico ký thỏa thuận ngăn chặn tình trạng thiếu nước Mỹ và Mexico thông báo đã ký kết thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng tại các tiểu bang miền Nam khô hạn của nước Mỹ, đồng thời bảo đảm cung cấp nước sông ổn định hơn cho Mexico. Thỏa thuận này được hoàn tất sau hơn 18 tháng đàm phán, được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu nước đang gia tăng trên cả hai bờ sông Rio Grande, nơi tạo thành một phần biên giới chung giữa Mỹ và Mexico. Hiện giới chức Mỹ đang làm việc với các đối tác Mexico để bảo đảm cung cấp nước càng sớm càng tốt trong mùa mưa hiện tại. Bà Maria Elena Ginner, đại diện phía Mỹ tại Ủy ban chung về vấn đề biên giới và nước, cho biết Mỹ và Mexico đều chung quan điểm rằng tình trạng khai thác quá mức các nguồn nước ở lưu vực sông Rio Grande trong suốt 30 năm qua là không thể chấp nhận. Theo một hiệp ước ký kết năm 1944, Mexico cung cấp nước cho Mỹ từ sông Rio Grande theo chu kỳ 5 năm. Đổi lại, phía Mỹ cung cấp nước từ sông Colorado cho Mexico. Hiệp ước kéo dài hàng thập niên này đã từng phủ bóng đen lên mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt liên quan đến vấn đề chậm trễ trong việc cung cấp nước cũng như các cuộc biểu tình của nông dân Mexico lo ngại tác động của hạn hán đối với mùa màng. Thỏa thuận mới ký kết sẽ cung cấp cho Mexico các công cụ và sự linh hoạt để có thể cung cấp nước sớm hơn trong chu kỳ 5 năm, nhằm giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tình trạng thiếu nước. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Nam Hàn lập cơ quan tham vấn về mối quan hệ với chính quyền sắp tới ở Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Hàn Yoon suk vừa chỉ đạo nhanh chóng thành lập và vận hành cơ quan tham vấn đặc biệt về các vấn đề tài chính, thương mại và công nghiệp để chuẩn bị cho những thay đổi lớn cũng như là những hệ quả tiềm tàng có thể xảy ra khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm tới, Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp với sự tham gia của các thành viên chủ chốt trong nội các của Nam Hàn nhằm để xem xét các điều kiện kinh tế và an ninh trong bối cảnh môi trường bên ngoài đang thay đổi. Ông Yoon suk yeol nhận định những thay đổi đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và an ninh có thể xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, dẫn đến những tác động trực tiếp và đáng kể đến nền kinh tế và an ninh của Nam Hàn. Do đó, Seoul cần có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để chủ động đối phó. Tuy nhiên thì tổng thống Nam Hàn cũng chỉ ra những cơ hội tiềm năng trong hợp tác với chính quyền mới của Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực đóng tàu, hóa dầu cũng như là các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học tiên tiến và công nghệ lượng tử. Cộng đồng doanh nghiệp Nam Hàn đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi tiềm tàng trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ, bao gồm khả năng cắt giảm hoặc là bãi bỏ đạo luật chips và khoa học cũng như là đạo luật giảm lạm phát. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống thì ông Trump đã kêu gọi áp mức thuế tối thiểu là 10% đối với tất cả hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Điều này gây lo ngại cho không chỉ các đối thủ mà kể cả các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Iran kêu gọi cấm vận Israel sau cáo buộc tấn công chết người ở Syria. Israel bị cáo buộc oanh tạc tòa nhà ở Syria làm 9 người thiệt mạng, khiến Tehran kêu gọi Liên Hiệp Quốc trục xuất Tel Aviv và cấm vận vũ khí. Bộ Quốc phòng Syria cho biết Israel vừa tập kích tòa nhà dân sự tại quận Sayyida Zainab, nơi được xem là thành trì của Hezbollah ở thủ đô Damascus. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào khu vực này được ghi nhận trong vòng chưa đầy một tuần. Bộ Quốc phòng Syria còn nói rằng những người tử vong bao gồm phụ nữ và trẻ em, ngoài ra còn có 20 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bagheri, cho biết Tehran lên án mạnh mẽ cuộc tấn công hung hăng của Tel Aviv nhằm vào Damascus. Ông thúc giục Liên Hiệp Quốc trục xuất và cấm vận vũ khí đối với Israel nhằm đối phó với các hành động của Tel Aviv. Israel chưa bình luận về vụ tập kích. Kể từ khi nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh tạc vào nước này, chủ yếu nhằm vào vị trí của quân đội và các nhóm vũ trang, trong đó có Hezbollah. Chính quyền Israel hiếm khi bình luận về các cuộc oanh tạc, Song nhiều lần tuyên bố không cho phép Iran tăng hiện diện ở Syria. Người dân Trung Quốc không còn hào hứng với lễ hội mua sắm ngày độc thân. Lễ hội mua sắm dịp ngày độc thân 11 tháng 11 ở Trung Quốc từng thu hút hàng triệu người tiêu dùng với những khuyến mãi hấp dẫn, nhưng năm nay khách hàng dường như không mấy hào hứng. Sự kiện này được Alibaba khởi xướng vào năm 2009 và sau đó mở rộng ra các nền tảng khác như là JD.com và Pinduoduo đã trở thành lễ hội tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc một trong những nguyên nhân khiến cho ngày độc thân năm nay ít sôi động hơn là do tình hình kinh tế giảm tốc của trung quốc khiến cho người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu và không còn mặn mà với các chương trình ưu đãi bên cạnh đó thì nhiều người tiêu dùng bắt đầu tỏ ra hoài nghi về tính chân thực của các ưu đãi giảm giá trong ngày lễ hội này mặc dù doanh số bán hàng ở các thị trường quốc tế có dấu hiệu khả quan nhưng tại trung quốc thì các nhà bán lẻ vẫn không thể đạt được mức tăng trưởng mạnh như trước Công ty nghiên cứu dữ liệu Sintun ước tính doanh số bán hàng trong ngày độc thân của năm 2023 chỉ tăng 2% so với năm trước đó, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Ông Sean Rain, nhà sáng lập China Market Research Group cho biết, từ tháng 10 của năm 2022, nền kinh tế của Trung Quốc suy yếu khiến cho các mặt hàng hầu như được giảm giá quanh năm. Vì vậy, ngày độc thân không mang lại mức chiết khấu hấp dẫn hơn so với các tháng khác. Bên cạnh đó thì thu nhập giảm và áp lực tài chính khiến cho nhiều người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu. Mặc dù các nền tảng như là Taobao và Tmall đã cung cấp khuyến mãi từ vài tuần trước lễ hội, nhưng người tiêu dùng không còn hào hứng như trước. Trước tình hình ảm đạm tại thị trường trong nước thì các công ty thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc đang chuyển hướng tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài. Alibaba, JD.com và Pinduoduo đều tập trung vào các thị trường quốc tế với các chương trình khuyến mãi như giao hàng miễn phí toàn cầu để thu hút khách hàng từ các quốc gia khác. Lợi nhuận ngành xe hơi Nhật Bản sụt giảm Trong quý ba vừa qua, tổng lợi nhuận của 7 hãng xe lớn nhất của Nhật Bản bao gồm Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru và Mitsubishi đã giảm 5,5 tỷ Mỹ Kim, tương đương 57% so với cùng kỳ năm ngoái đây là mức giảm cao nhất trong vòng 8 quý qua. Doanh số bán hàng toàn cầu của các hãng xe này cũng giảm khoảng 4%. Cạnh tranh khốc liệt, chi phí sản xuất tăng cao và nhu cầu thị trường giảm sút đang đặt các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật Bản vào tình thế vô cùng khó khăn. Nissan vừa công bố kế hoạch cắt giảm 9.000 việc làm trên toàn cầu và cắt giảm 70% triển vọng lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm sau. Công ty cũng cho biết sẽ giảm 20% công suất sản xuất và bán lại 10% cổ phần của đối tác liên minh Mitsubishi, giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 34% hiện tại. Trong khi đó, cả Toyota và Honda đều ghi nhận lợi nhuận sụt giảm, cho thấy những thách thức mà ngành công nghiệp xe hơi Nhật Bản đang phải đối mặt, đặc biệt là sự cạnh tranh gây gắt từ các thương hiệu Trung Quốc. Tiếp theo là bản tin đến từ Nam Hàn, báo động về tình trạng đánh bạc trực tuyến ở trẻ vị thành niên. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn cho biết đã xác định được hơn 4.700 trẻ em vị thành niên tham gia vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến trong năm nay. Theo cơ quan này, thì trong chiến dịch trấn áp đặc biệt đối với hoạt động đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp được tiến hành từ tháng 9 của năm 2023 đến tháng 10 của năm nay, Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn đã phát hiện 4.715 trẻ dưới 19 tuổi tham gia các trò đánh bạc trực tuyến. Số trẻ vị thành niên này chiếm tới 47,2% trong tổng số người bị phát hiện. Các em 17 tuổi chiếm số lượng lớn nhất. Tiếp theo là nhóm 16 tuổi và nhóm 15 tuổi. Hình thức cờ bạc phổ biến nhất của nhóm thanh thiếu niên này là chơi bạc trực tuyến chiếm 82,6% với tổng số tiền cược là 3,7 tỷ won, tương đương với 2,64 triệu Mỹ Kim. Nhà chức trách cho hay ban đầu cảnh sát chỉ tập trung điều tra các nhóm tổ chức cờ bạc bất hợp pháp cùng với những đối tượng đánh bạc thường xuyên hoặc là có tiền cá cược cao. Tuy nhiên thì sau đó chiến dịch đã được mở rộng do phát hiện nạn cờ bạc ở trẻ vị thành niên đang có xu hướng gia tăng. Vào năm ngoái thì nước này chỉ phát hiện 162 trẻ vị thành niên tham gia đánh bạc trực tuyến. Theo luật pháp của Nam Hàn, các trẻ vị thành niên không bị bắt giữ nhưng được đưa đến các trung tâm dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để điều trị tâm lý. Tokyo lại được bình chọn là thành phố lớn được yêu thích nhất thế giới. Người dân Tokyo vô cùng vui mừng sau khi thủ đô của Nhật Bản được một tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ vinh danh là thành phố lớn được yêu thích nhất thế giới. Cuộc khảo sát độc giả năm 2024 của Condé Nast Traveler không bao gồm các thành phố của Mỹ cho thấy Tokyo đã giành được 575.048 phiếu bầu để giành vị trí đầu bảng lần đầu tiên sau 3 năm. Đây là lần thứ sáu Tokyo giành được vị trí số 1 trong cuộc khảo sát bắt đầu từ năm 1988. Quốc đảo Singapore đứng thứ nhì, tiếp theo là các thành phố Sydney, Cape Town và Vienna. Tạp chí Condé Nast Traveler cung cấp thông tin về kỳ nghỉ, khách sạn, nhà hàng, mua sắm và các chủ đề khác cho độc giả giàu có. Ấn bản tại Mỹ của tạp chí có khoảng 3,5 triệu độc giả sở công nghiệp và lao động thuộc chính quyền thủ đô tokyo cho biết họ đã thu hút được khách du lịch chi tiêu cao từ nước ngoài bằng cách tập trung các nỗ lực quảng bá và ẩm thực và văn hóa cũng như du lịch về đêm nhờ an ninh tốt của thành phố thống đốc tokyo yukio koike chia sẻ Tokyo là thành phố nơi du khách có thể trải nghiệm một nền văn hóa đặc sắc với các đền thờ và chùa truyền thống cùng tồn tại song song với anime sáng tạo và văn hóa đại chúng mới nhất trong một nét quyến rũ hiếm có, thu hút cả thế giới. Với tôi, kết quả này khẳng định lại sức hấp dẫn của Tokyo được mọi người trên khắp thế giới công nhận. Philippines hứng chịu cơn bão thứ tư trong một tháng, hơn 7.000 người phải di tản. Bão Torahi vào ngày 11 tháng 11 đổ bộ vào tỉnh Aurora ở đông bắc của Philippines. Hàng ngàn người dân trước đó đã được di tản đến nơi an toàn, trong khi nhiều nơi vẫn đang nỗ lực phục hồi sau khi bị ba cơn bão liên tiếp tàn phá trong ba tuần qua. Theo hãng tin AFP, cơ quan thời tiết quốc gia của Philippines thông báo bão Torahi đổ bộ gần thị trấn Jelasa của tỉnh Aurora, cách thủ đô Manila khoảng 220 km về phía đông bắc. Theo thông tin từ lực lượng cứu nạn, thì có khoảng 7.000 người đã được di dời khỏi khu vực ven biển, cũng như là những nơi dễ bị lũ lụt và sạt lở ở tỉnh Aurora và tỉnh Isabella. Đây là hai tỉnh đầu tiên bị ảnh hưởng trước khi bão Torahi quét qua đất liền tiến vào vùng núi sâu bên trong đảo chính Luzon. Chính phủ của Philippines đã ra lệnh di tản tổng cộng là 2.500 ngôi làng. Các trường học và văn phòng chính phủ đã đóng cửa tại những khu vực dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê của lực lượng tuần duyên Philippines, gần 700 hành khách đã bị mắc kẹt tại các cảng trên hoặc là gần đường đi của cơn bão. Bão Torahi tấn công Philippines ngay sau ba cơn bão khác chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Vào tuần trước thì bão Jin Sing đã đổ bộ vào bờ biển phía bắc của Philippines, gây hư hại nhiều nhà cửa. Trước đó thì bão nhiệt đới uh, Trami và siêu bão Congre đã khiến cho tổng cộng là 158 người thiệt mạng tại nước này và phần lớn là do bão Trami. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làng sống của đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Vụ án liên quan đến thư ký của ông Vương Đình Huệ có diễn biến mới. Bộ Công an vừa thông báo khởi tố thêm 3 người trong vụ án tập đoàn Thuận An. Đây là vụ án được cho là đã dẫn đến sự ra đi của ông Vương Đình Huệ hồi tháng 4 năm 2024 khi ông này đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Tuy truyền thông nhà nước không xác minh nhưng dư luận cho rằng ông Huệ bị buộc từ chức vì phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm mà vị thư ký riêng của ông gây ra. Trong vụ án tập đoàn Thuận An, Ông Phạm Thái Hà, vị thư ký lâu năm của ông Vương Đình Huệ, bị khởi tố và bắt giam dưới cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Hà được ghi nhận bắt đầu làm thư ký cho ông Vương Đình Huệ từ khi ông Huệ còn làm tổng kiểm toán nhà nước vào năm 2006. Ông này sau đó đã đi theo cấp trên của mình qua mọi vị trí ở Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và cuối cùng là Quốc hội. Những người đứng đầu tập đoàn Thuận An bị cáo buộc tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phía công an kết luận tập đoàn này đã trúng thầu hàng loạt dự án trên quy mô toàn quốc với tổng giá trị lên tới 23.000 tỷ đồng. Ba người vừa bị khởi tố đều có liên quan đến các dự án xây dựng ở tỉnh Đắk Lắk. Những người này bao gồm Phạm Văn Hạ, một cựu quan chức tỉnh Đắk Lắk bị cáo buộc tội nhận hối lộ và hai giám đốc các công ty xây dựng Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương cùng bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Facebook, Google và Netflix nộp thuế tăng mạnh cho cộng sản Việt Nam. 10 tháng đầu năm nay các nhà mạng ngoại quốc đã kiếm tiền qua dịch vụ quảng cáo từ các công ty kinh doanh ở trong nước Việt Nam đã nộp tiền thuế cho Cộng sản Việt Nam tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo VN Express dẫn tin từ Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính cho biết hiện có 116 nhà cung cấp ngoại quốc ghi danh thuế qua cổng thông tin điện tử tăng thêm 5 đơn vị so với lần cập nhật vào hồi cuối tháng trước. Theo đó thì tính đến đầu tháng 10 vừa qua, Google, Meta tức là Facebook, Microsoft, Netflix, Apple, TikTok đã kê khai nộp thuế hơn 8.600 tỷ đồng tức là tương đương với 340.2 triệu Mỹ kim. Mấy năm trước thì Cộng sản Việt Nam không thu được thuế từ dịch vụ quảng cáo trên mạng cũng như là không kiểm soát được nội dung các bài viết, những buổi phát trực tiếp livestream đã kích chế độ, thế là chính quyền đe dọa sẽ khóa cửa cấm họ hoạt động tại Việt Nam và ép phải nộp thuế lợi tức để họ có thể tiếp tục kiếm ăn. Trò bắt chẹt đã có hiệu quả tốt về cả mặt kiểm soát nội dung cũng như là tiền thu thuế dịch vụ đã gia tăng rất nhiều. Số lượng những tài khoản xấu độc bị đánh sập, bị cấm từ 1-2 tháng đến cấm vĩnh viễn thấy kêu rên rất nhiều. Cộng sản Việt Nam có một số tổ chức làm nhiệm vụ công an mạng, theo dõi rồi báo cáo đòi Facebook, YouTube gỡ bỏ. Theo phúc trình của cơ quan phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã ngăn chặn gỡ bỏ các thông tin được cho là xấu độc trên không gian mạng, đạt tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. 5 người Việt Nam bị nhóm đồng hương bắt cóc, tra tấn ở Campuchia – Năm người Việt Nam sau khi bị lừa sang Campuchia đã bị nhóm đồng hương phía Bắc bắt cóc, tra tấn giả mang, buộc gia đình gửi tiền sang chuột mạng. Theo báo VN Express, hôm 11 tháng 11, Công an tỉnh An Giang đã đề nghị truy tố bị can Lê Duy Cường, 24 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long, về tội giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, còn bốn đồng phạm khác cũng bị đề nghị truy tố về tội cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra chiều 24 tháng 8 năm 2023, nhóm 5 người quê Hải Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa được đưa xuất cảnh lậu sang Campuchia bằng đường mòn ở khu vực biên giới cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Họ bỏ ra số tiền 6.500 mỹ kim một người để đi theo đầu mối đã liên lạc từ trước với lời hứa qua Campuchia sau đó đi chui sang Đài Loan kiếm việc làm. Tuy nhiên ngay khi đặt chân tới Campuchia, cả năm người trên bị nhóm nghi can của khoa lên kế hoạch khống chế, bắt giữ. Các nạn nhân sau đó bị dí súng, dao gậy vào người, lấy hết tài sản gồm tiền, điện thoại di động, rồi trói tay đưa về nhà trọ thuê tại tỉnh Kandal, Campuchia. Tại đây, nhóm người này đã tra tấn đánh đập, giả mang các nạn nhân. Toàn bộ việc này được họ dùng điện thoại quay clip ghi hình gửi cho người nhà các nạn nhân, yêu cầu họ chuyển tiền chuộc mạng người thân. Quá hoảng sợ, người thân của các nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Nhưng nhóm cung đồ này vẫn không thả người. Riêng nạn nhân tên M quê Hải Dương do gia đình không chuyển tiền chuột nên bị nhóm bắt cóc dùng bán súng đánh vào đầu gây chấn thương sọ não và chết sau đó. Đến hôm 25 tháng 8 năm 2023, sau khi gia đình của ba trong số 5 nạn nhân chuyển gần 500 triệu đồng, nhóm ông Khoa bỏ đi. Bốn nạn nhân còn lại tự cởi trói rồi bỏ chạy, nhập cảnh lậu ngược về Việt Nam qua khu vực tỉnh An Giang, cầu cứu lực lượng hữu trách. Qua điều tra, công an xác định nhóm ông Khoa và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của người thân các nạn nhân và hơn 70 triệu đồng tài sản bị cướp. Tiếp theo phần tin Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thừa nhận giới trẻ Việt thích phim lịch sử nước ngoài hơn là lịch sử Việt Nam ông tạ quang đông thứ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch việt nam cho rằng giới trẻ việt tìm đến phim lịch sử của nước ngoài nhiều hơn phim lịch sử việt nam ông đông đưa ra nhận định trên tại hội thảo phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học theo đó thì thứ trưởng Văn hóa cũng đã thẳng thắn thừa nhận điện ảnh Việt Nam còn thiếu tác phẩm hay về đề tài lịch sử. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết thêm có đến 99% học sinh cho biết là thích nhân vật lịch sử của Trung Quốc Quan Vân Trường hơn là vua Quang Trung. Qua đó thì ông thừa nhận nhà làm phim, nhà văn Trung Quốc làm thế giới yêu Quan Vân Trường nhưng chúng ta không làm được điều đó với một vị vua vĩ đại như Quang Trung. Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết nếu đòi hỏi phim điện ảnh phải phản ánh chính xác 100% chi tiết lịch sử thì phim ảnh không còn hấp dẫn. Lịch sử có nhiều chi tiết yêu cầu phải chính xác nhưng cũng có nhiều góc khuất, đó là cơ sở để nhà làm phim sáng tạo dựa trên tình tiết có thật. Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng là nhà nước nên định hướng tạo điều kiện để dòng phim lịch sử phát triển bằng cách tạo một kho phục trang cho nhiều phim cổ trang, tạo thuận lợi về phim trường, bối cảnh để nhà làm phim sáng tạo trên điều kiện sẵn có, đồng thời bỏ đánh thuế phim lịch sử. Nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng, gãy đốt sống cổ, vẫn chưa hồi phục. Sau hơn một tháng điều trị, đến nay nữ sinh tên G.N. học lớp 11, trường trung học Phổ thông Nông Cống 2, tỉnh Thanh Hóa, bị bạn đánh hội đồng gãy cục sống cổ tiến triển chậm, chưa thể tới trường. Nói với báo Người Lao Động hôm 11 tháng 11, ông Lê Văn Thanh, cha nữ sinh này cho biết, sau một thời gian điều trị tại hai bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội về nhà, gia đình ông phải đưa con gái tiếp tục đi điều trị vật lý trị liệu. Hiện tại cháu vẫn đang phải cố định phần cổ, chưa thể đi lại được. Cũng theo ông Thanh, hơn một tháng kể từ khi con gái bị đánh hội đồng, vợ chồng ông phải bỏ bê công việc để lo cho con. Hiện ông Thanh chỉ mong cơ quan công an sớm làm rõ sự việc và có biện pháp xử phạt đối với nhóm nữ sinh gây ra thương tích cho con ông. Trong khi đó, nói với báo đài, ông Đặng Văn Hùng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nông Cống 2 cho biết nhà trường đang chờ kết luận từ cơ quan công an, sau đó mới tiến hành họp và đưa ra biện pháp tiếp theo đối với những học sinh liên quan trong vụ việc. Theo một số đoạn video clip gia đình cung cấp, MN bị nhóm nữ sinh cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, dùng chân đạp vào người. Hậu quả em bị đa chấn thương phải đưa vào bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội nhập viện cấp cứu và điều trị do gãy đốt sống cổ số 2, hai móng tay út bị bong ra khỏi ngón. Tiếp theo là bản tin liên quan đến vụ bắt giữ nhóm giả nhân viên ngân hàng lừa đảo mời chào vay vốn. Vào ngày 11 tháng 1, thì công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn mời gọi vay vốn do Lê Ngọc Diệp 41 tuổi, ngụ tại quận 8 cầm đầu. Nhóm người bị tạm giữ khai được một người phụ nữ tên là Trâm thuê làm việc. Nhiệm vụ hàng ngày của họ là gọi điện cho nhiều người theo danh sách thông tin do Trâm cung cấp. Đóng giả là nhân viên ngân hàng để tư vấn mời gọi vay vốn với kịch bản vay trả góp từ 12 cho đến 36 tháng lãi suất 1%. Chúng yêu cầu người vay chuyển các khoản như là tiền bảo hiểm, phí hồ sơ vân vân để được giải ngân nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt số tiền này. Sau đó thì đối tượng loan đã giả làm cán bộ thẩm định hồ sơ gọi điện thoại cho nạn nhân thông báo hồ sơ vay vốn được duyệt, yêu cầu phải đóng tiền bảo hiểm và phí hồ sơ vân vân. Diệp Khai lấy danh sách thông tin khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng từ hội nhóm trên mạng xã hội, dịp thuê địa điểm để hoạt động và thường xuyên thay đổi để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Công an xác định là nhóm của Diệp đã lừa đảo gần 100 người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Đường cao tốc 101 Los Angeles xuất hiện xác chết đang thối rửa. Rạng sáng ngày thứ Hai, 11 tháng 11, nhà chức trách phát giác ra một thi thể đang phân hủy nằm trong một cái hố dọc theo đường cao tốc 101 Freeway ở Los Angeles và đang tiến hành điều tra. Thông tin sơ bộ cho biết giới chức phát giác ra xác chết nằm kế bên đường cao tốc 101, gần lối ra đường Mulholland Drive và đại lộ Kuhenga Boulevard tọa lạc ở Hollywood Hills vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng. Dường như thi thể nằm bên trong một cái hốc kế bên vách tường của đường cao tốc. Các nhà điều tra chưa thể lập tức công bố rằng thi thể xuất hiện tại đó được bao lâu hay họ nhận được lời trình báo liên quan tới thi thể từ ai. Cảnh sát chưa công bố thông tin nhận dạng liên quan tới người đã khuất. Lợi dụng cháy rừng Nam California, người làm vườn trộm xe đạp của dân. Một người làm vườn bị bắt giữ tại khu vực di tản trong phạm vi trận hỏa hoạn Mountain Fire sau khi bị tố cáo lợi dụng thảm họa cháy rừng nhằm để ăn cắp tài sản của một nạn nhân, nhà chức trách đã cho biết và KTLA đã đưa tin. Vụ bê bối xảy ra khi chủ nhà quay trở lại tư gia để đánh giá thiệt hại. Theo văn phòng cảnh sát quận Ventura, thì ông này dựng một chiếc xe đạp điện trên đường lái xe trước khi vào sân nhà thì thấy một nhóm người làm vườn đang đứng trong sân nhà của một người hàng xóm. Sau khi kiểm tra căn nhà thì người đàn ông quay trở ra chỗ đậu xe nhưng lạ thay chiếc xe đạp bỗng không cánh mà bay. Cảnh sát lập tức đã điều tra và nhận dạng nghi can là Raymond Avila Pacheco, 37 tuổi, đến từ Camarillo. Sau đó thì cảnh sát đã tìm ra Pacheco ở Camarillo và liền bắt giữ vì tình nghi trộm cắp. Tài xế gây tai nạn cán qua nạn nhân nhiều lần rồi bỏ trốn tại Bắc California. Một tài xế phải đối mặt với cáo buộc giết người và tội ác thù hận gây thương tích sau khi cảnh sát Fairfield cho biết ông ta đã cán qua một người đàn ông trong bãi đậu xe nhiều lần và bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo cảnh sát, một người đàn ông đang đi bộ qua bãi đậu xe phía bắc của trung tâm thị trấn Solano thì bị một người đàn ông khác lái xe bán tải Dodge màu trắng đâm phải. Nghi phạm sau đó được xác định là Vakotakava Tankitao, 25 tuổi, đến từ Fairfield, đã cán qua nạn nhân nhiều lần và lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Một nhân viên làm việc gần đó nói rằng camera an ninh của họ có thể không ghi lại được vụ tai nạn vì chúng hướng vào bên trong doanh nghiệp. Một người chứng kiến toàn bộ sự việc đã đi theo chiếc xe tải và báo cáo mọi chuyện với cảnh sát. Cảnh sát cho biết họ đã định vị nghi can than Town cách hiện trường chưa đầy 3 dặm gần East Tabor Avenue và Sunset Avenue và đã bắt giữ anh ta. Cảnh sát cho hai tài xế này là người quen của cảnh sát và cho biết than Galao được các cảnh sát biết đến do các cuộc gọi về sức khỏe tâm thần trước đó. Nghi can đã bị giam giữ tại nhà tù quận Solano vì tội giết người. Hồ sơ tội phạm cũng cho thấy các cáo buộc trước đó vào năm 2021 và 2022 về tội phá hoại, cản trở và chống lại việc bắt giữ. Người đàn ông bị giết hiện vẫn chưa được xác định danh tính và động cơ cũng như tội ác đang được điều tra. Cảnh sát Fairfield yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy gọi đến số 707 428 7300. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Saigon TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả